Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có cuộc điện đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh, UK, Kemi Badenoch. Tại cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận về tình hình đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của UK và kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với các nước CPTPP để sớm kết thúc việc đàm phán gia nhập hiệp định của UK trên tinh thần vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn cao của hiệp định. Sự tham gia của UK không chỉ mang lại cơ hội về thương mại và đầu tư cho mỗi nước CPTPP, mà còn khẳng định vị thế của CPTPP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao, là hình mẫu hợp tác kinh tế khu vực của thế kỷ 21. Bên cạnh việc đảm bảo các tiêu chuẩn cao của hiệp định, Việt Nam rất mong UK có những cân nhắc tích cực với các quan tâm mang tính chính trị nhưng cũng rất thực chất của Việt Nam. Về phía Vương quốc Anh, Bộ trưởng Kemi Badenoch đã đánh giá sự nỗ lực hợp tác tích cực và ủng hộ xuyên suốt của Việt Nam từ đầu quy trình gia nhập cho đến nay và hy vọng các nước CPTPP và UK có thể giải quyết được những vấn đề còn tồn tại trong khuôn khổ phiên họp tại Phú Quốc vào cuối tháng 2 tới đây để các bên có thể kết thúc đàm phán về nguyên tắc tại đây.